Đây ông ngoại thấy không, hồi cách đây 2-3 tuần thì chỗ này nó toàn là lá cây vàng không ạ? Lá cây vàng, bây giờ lá cây nó trụi hết rồi không? Mọi nơi trụi hết, nhìn rất là xấu xí. Cây cối không còn một lá, ngoài trừ mấy cây thông này thôi. Mấy cây thông này thì vẫn có lá, còn mấy cây cối kia thì trụi hết rồi. Đó là biểu tượng của mùa đông đã tới. Mùa đông của Minnesota. Hôm nay tự nhiên nó ấm lên. Thường thường nó 14 đến 29 độ. 32 độ là đá nó, nước nó đông thành đá. Mà hôm nay tự nhiên nó lên 53 độ. Thế nên hai cha con thích quá đi ra ngoài đi bộ. Mẹ cũng nói là đi ra ngoài đi bộ đi, đi nửa tiếng đi, lâu rồi không đi bộ. Thế là hai cha con dẫn nhau vào đây đi bộ đây. Ngoại thấy Bella xinh đi bộ lắm ạ. Bella thích đi bộ vòng vòng quanh tiệm ạ.